Kính chào quý vị và các bác. Rất hân hạnh trong buổi chiều tối hôm nay, đồng hồ Vang Vọng xin được giới thiệu đến các bác chiếc đồng hồ Odo. Đây là chiếc đồng hồ Odo với phiên bản là Odo 368, sẽ đưa đến cho các bác và em một cái bản nhạc rất hay, đó là bản nhạc Westminster. Đây là một phiên bản là thuộc về đơn đặt hàng các bác nhé. Vì thế mà chắc chắn tí nữa các bác sẽ thẩm âm cái âm thanh em sẽ test, chắc chắn các bác sẽ rất hài lòng bởi một cái chất âm đặc trưng của Odo dòng cao cấp, khi thể hiện là cái âm thanh rất là hay. Được thiết kế và làm lên với một chiếc thùng rất ấn tượng, đặc trưng của Odo 36. Kích thước chiều dài của chiếc đồng hồ này là 69cm các bác ạ. Và chiều ngang này là 36cm. Một cái kích thước rất ấn tượng phải không các bác? Người ta làm với một cái hình 3D như này, tạo cái vát như này. Và đặc biệt là người ta chạm trổ hai bên hai bông hoa hồng trực tiếp lên phần gỗ này các bác ạ. Tất nhiên rồi, nó rất ý nghĩa khi các bác sử dụng. Quá đặc biệt luôn. Một cái mặt mà rất ấn tượng trên một cái nền rất đặc trưng của Odo. Dãy số in quốc tế rất đẹp phải không các bác? Và đặc biệt là phiên bản này đây các bác nhìn đây. Chữ Odo người ta lại thiết kế và vẽ theo cái người, cái hãng đơn đặt hàng, theo cái yêu cầu đặt hàng, cho nên vì thế nó rất là ấn tượng, có sự khác biệt luôn. Chữ ký đây các bác này. Một cái kiếng hình quả chuông ở bên dưới này tạo cho quả lắc ở bên trong thật là sinh động các bác ạ. Một cái tay sách cũng rất ấn tượng. Em xin được mở bên trong để cùng các bác chia sẻ và giao lưu. Đây các bác này, một chiếc vỏ nguyên bản đến 100% các bác nhìn đây ạ. Quá đẹp luôn. Tất cả nguyên zin 100%. Từ những cái sợi dây kéo chuông này cũng còn nguyên này các bác ạ. Củ gông, chữ U đặc trưng của dòng Odo 36. Tất cả các thanh côn còn rất 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 là đẹp đấy các bác ạ. Máy vách đồng vàng. Và tôi em không nói nhiều nữa mà thể hiện ngay bằng cái tiếng chuông của chiếc đồng hồ này để các bác thẩm âm. Rất ngân nga phải không các bác? Vừa rồi là âm thanh của chiếc đồng hồ Odo 36 mà bên đồng hồ Vang Vọng muốn giới thiệu, giao lưu với các bác. Một cái chất âm rất tuyệt vời phải không các bác? Không biết các bác đánh giá thế nào? Còn với em, đây là một trong những cái chất âm rất đặc trưng của Odo 36. Và đặc biệt là cái chiếc đồng hồ này, rất hay. Em xin được soi xa một chút để các bác nhìn ngắm chiếc đồng hồ rất đẹp. Nguyên bản 100%. Đến đây em xin được cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Chào và hẹn gặp lại các bác đến video lần sau.